Nơi vùng sâu huyện miền núi Hướng Hóa, gia đình em Hồ Thị Hữu thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Không những thế, bố em hay đau ốm, mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai người mẹ. Tuy vậy, với ý chí và nghị lực, em luôn cố gắng học tập và xuất sắc trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm Huế. Em suy nghĩ là muốn làm một việc gì đó để giúp bố mẹ. Nhưng mà bản thân em biết là cái mà em có thể giúp bố mẹ hiện tại là cố gắng học tập. Và trên hết là khi mà em theo đuổi con đường học thì em sẽ thay đổi được cái cuộc sống của mình để theo đuổi ước mơ của bản thân. Trong chương trình thì rất cực mà nhưng con rất sẵn sàng cho con bé Hữu nó đi học. Thì chúc mơ của bé Hữu để thật nam cho thành công. Vì trong chương trình, hoàn cảnh chương trình thì hiện tại bây giờ thì rất là mừng. Thì con bé Hữu cho đi học thì cho làm sao cho con bé Hữu để được cho học tập cho ổn định. Những ngày đầu theo học ngành sư phạm, việc học trực tuyến của Hữu gặp nhiều khó khăn. Nhà ở xa trung tâm, không có sóng điện thoại. Mỗi ngày, em phải đi bộ gần 2 km để duy trì việc học trực tuyến. Dẫu con đường phía trước còn dài và nhiều chông gai, nhưng không gì có thể làm chùn bước cô gái Vân Kiều cùng ước mơ trở thành cô giáo. Và sau này em muốn trở thành một cô giáo để có thể giúp đỡ bản làng của mình, để về lại tại địa phương, để thấy được giúp đỡ tận tay, nhìn thấy các ba con và các bạn của mình được đến trường. Để kịp thời động viên, Hội Khuyến học tại địa phương đã hỗ trợ thiết thực, giúp những sinh viên khó khăn như Hữu vững tâm vào giảng đường đại học. Hy vọng đây sẽ là động lực để Hồ Thị Hữu viết tiếp ước mơ làm cô giáo, đem con chữ và tri thức cho bà con nơi núi rừng xa xôi.